Vâng, kính thưa thầy giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, kính thưa các thầy các cô và quý đồng nghiệp ở tất cả các đầu cầu, thì hôm nay thì theo sự bố trí phân công của tổ chức thì tôi xin phép được trình bày một cái chủ đề, đó là cái cập nhật điều trị ung thư phổi không phải giai đoạn nhỏ nhưng ở giai đoạn muộn, tức là giai đoạn có di căn xa. Thì như quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã biết thì đây là một cái căn bệnh mà rất phổ biến ở trên thế giới, nếu như xếp theo các cái thứ tự về tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong trên cái đồ thị này, chúng ta thấy màu xanh là số người mắc và số màu đỏ là số người chết, thì chúng ta thấy là cái đường này nó dài nhất trong số 10 bệnh ung thư thường gặp ở trên thế giới. Đấy. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì có khiêm tốn hơn một chút nhưng cũng đứng hàng thứ hai, chỉ xếp sau ung thư gan thôi. Đấy. Kể về cả tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong thì đấy là một cái căn bệnh rất phổ biến. Theo ước tính mỗi năm ở Việt Nam chúng ta có khoảng trên 20.000 trường hợp mới mắc cũng như khoảng trên 20.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Thế thì có một cái điều rất đáng tiếc là trong cái ung thư phổi cũng như nhiều loại ung thư nói chung ở trong cái mô hình bệnh tật Việt Nam chúng ta thì một cái tỷ lệ rất là cao khi đến viện hoặc là khi được chẩn đoán để điều trị thì đã giai đoạn rất là muộn. Ước tính có khoảng xấp xỉ 50%, tức là một nửa các số các trường hợp mà khi phát hiện ra đã ở giai đoạn muộn, giai đoạn có di căn xa. Thế thì nếu như trước đây thì đối với ung thư phổi không phải tế bào nhỏ là một trong cái thể mà thường gặp, trong ung thư phổi thì có tế bào nhỏ và không phải tế bào nhỏ, thì trong ung thư phổi tế bào nhỏ thì cái phương pháp điều trị ở giai đoạn muộn chủ yếu là chúng ta dùng hóa trị, tức là dùng các thuốc hóa chất gây độc tế bào để giết tế bào ung thư. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì có sự ra đời của hai cái phương pháp điều trị mới, tuy nhiên vẫn là lĩnh vực điều trị nội khoa, điều trị toàn thân, đó là điều trị đích và điều trị miễn dịch. Thế thì cái việc lựa chọn, câu hỏi đặt ra là chúng ta dùng thuốc nào, phương pháp ra sao và cụ thể phối hợp như thế nào thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố, các cái tiêu chí khác nhau để có một cái đưa ra, người thầy thuốc đưa ra một cái quyết định lựa chọn phác đồ tối ưu nhất cho từng người bệnh cụ thể. Đấy. Thì rất nhiều các yếu tố khác nhau nhưng có thể xếp thành ba cái nhóm yếu tố: bản thân của người bệnh cũng như đặc điểm về mặt bệnh học của khối u và cũng như tình trạng cái chức năng của cái cơ quan bị bệnh, đó là phổi. Và trong số các yếu tố này thì phải nói có một yếu tố rất quan trọng và một xu hướng mới điều trị này, đó là phải căn cứ vào cái đặc điểm sinh học phân tử, hay nói cách khác là các cái đặc điểm về các cái dấu ấn sinh học cũng như là các cái tình trạng đột biến gen để giúp cho cái việc lựa chọn điều trị được tối ưu nhất. Thế thì cũng chính nhờ các cái tiến bộ ứng dụng về thành tựu khoa học trong lĩnh vực sinh phân tử nói chung, trong đó có ung thư, thì cái phân loại về ung thư phổi hiện nay cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có chia thành các cái loại ung thư biểu mô tuyến, biểu mô vẩy và các cái loại tương tự còn lại, thì ngày nay cái phân loại ung thư phổi không phải tế bào nhỏ đã chia thành các cái nhóm tiếp dưới nhóm rất sâu theo cái tình trạng về đọc sinh phân tử, trong đó có các đột biến gen khác nhau và một trong các gen thường gặp ở đây hay bị tổn thương, đó là gen EGFR hay là cái gen mà yếu tố phát tăng trưởng yếu tố biểu bì. Thế thì hiện nay thì cái khuyến cáo cập nhật hiện nay gần nhất của các cái tổ chức ung thư quốc tế trên thế giới có uy tín, thì ở Việt Nam chúng ta các đồng nghiệp ở các cơ sở y tế chuyên ngành thì chúng ta vẫn thường hay áp dụng cái phân loại, cái cập nhật hướng dẫn khuyến cáo của mạng ung thư quốc gia Hoa Kỳ. Thì ở đây thì trong cái bài trình bày này thì tôi có cập nhật cái phiên bản mới nhất, hiện nay chúng ta là đang ở tháng 2 nhưng ung thư quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra cái phiên bản chấm 3, tức là gần như là mỗi một tháng có ít nhất là một cái phiên bản mới ra đời, tức là thường xuyên cập nhật thay đổi liên tục. Thì hiện nay đây là cái phiên bản chấm 3, mặc dù chúng ta đang ở cuối tháng 2 có phiên bản chấm 3. Thì theo khuyến cáo này thì cái việc phân loại cũng như điều trị của ung thư phổi theo nhỏ vẫn dựa trên cái đặc điểm về sinh phân tử, tùy theo cái loại biểu mô vẩy hay là nhóm còn lại không biểu mô vẩy, và trong các cái đột biến gen này thì có khuyến cáo là chúng ta phải làm các cái gen thường gặp, thứ nhất nó là gen EGFR, tiếp theo là ARK, thế còn có điều kiện thì làm các cái gen còn lại như ROS1 hoặc BRAF hoặc là vân vân, thì tùy theo cái tình trạng các cái kết quả đột biến gen, kết quả sinh học phân tử ra sao thì tương ứng sẽ có các cái thuốc, các cái nhóm và công cụ để điều trị khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy với gen EGFR chúng ta có các cái thuốc thế hệ mới nhất hiện nay, nó thế hệ 3, đó là osimertinib. Thế còn ngoài ra chúng ta có các cái thuốc khác, hoặc là tùy theo tình trạng đột biến gen thì ứng với mỗi cái đột biến gen như vậy thì chúng ta lại có các cái thuốc điều trị khác nhau. Đấy. Thế thì quay trở lại về tình hình Việt Nam chúng ta thì cũng rất là cập nhật. Hiện nay thì
chúng ta đã có cái phác đồ khuyến cáo của Bộ Y tế và Bệnh viện Mai, chúng tôi cũng như một số các thầy, các cô đồng nghiệp trong chuyên ngành ung thư cả nước đã biên soạn cái cuốn hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư nói chung, trong đó ung thư phổi Bộ Y tế ban hành từ tháng 4 năm 2020 vừa rồi, tức là cách đây cũng có ít tháng thôi, thì chúng ta cũng đã cập nhật tất cả các cái thuốc điều trị mới nhất hiện nay. Trong đó các cái thuốc điều trị sinh phân tử thì chia thành 3 thế hệ, từ thế hệ 1 như erlotinib hoặc là gefitinib cho thế hệ 2 là afatinib, và gần đây nhất thế hệ mới nhất là osimertinib. Thì chúng ta đã đưa vào các cái khuyến cáo và cũng đã cập nhật đến cái phiên bản gần đây nhất. Thế thì vấn đề câu hỏi ra là các cái thuốc hiện nay mới ra đời thì nó có các cái ưu điểm gì hay hiệu quả ra sao so với các cái phương pháp điều trị kinh điển trước đây? Thì chúng ta biết trên cái đồ thị này, nếu như tính cái thời gian sống thêm trung bình toàn bộ đấy, OS tức là sống thêm toàn bộ của các phác đồ hóa chất khác nhau thì cũng chỉ được khoảng từ 8 đến 10 tháng, tức là người bệnh không quá 12 tháng thời gian sống thêm toàn bộ, đấy là trung vị. Thế còn tuy nhiên sẽ có các cái tỷ lệ sống thêm cao hơn, thế nhưng mà trung bình trung vị thì nó khoảng 8 đến 10 tháng. Thế thì khi mà có các cái thuốc sinh phân tử TKI mới ra đời thì dẫn đến các cái có cái các cái kết quả hiệu quả điều trị đã thay đổi rất là nhiều. Chúng ta thấy các cái cột đường màu đỏ đây tức là cái hiệu quả của điều trị, màu vàng là tức là của hóa chất kinh điển. Thế còn các cái cột màu xanh còn lại thì cho thấy là ở các cái kết quả nghiên cứu khác nhau thì có kết quả khác nhau, nhưng tuy nhiên thì cái cột màu xanh, ba màu xanh khác nhau thì đều cao hơn hẳn so với các cái cột điều trị hóa chất. Có nghĩa là cái hiệu quả về sống thêm không tiến triển đã cải thiện rõ rệt so với các cái thuốc kinh điển trước đây. Thế còn hiện nay cái thuốc mới nhất nó là thuốc osimertinib thì cũng đã có ở Bệnh viện Mai cũng như các nước trên thế giới, thì chúng ta thấy là cái hiệu quả của điều trị đã tăng lên đến 18,9 tháng, tức là khoảng 1.5 năm về sống thêm không tiến triển. Có nghĩa là gì? Tính từ lúc bắt đầu điều trị cho đến cái thời điểm mà bệnh xuất hiện tiến triển đấy, chứ không phải sống thêm toàn bộ đâu, thì là đạt được khoảng 1.5 năm so với hóa chất trước đây được khoảng từ trung bình chỉ từ 5 đến 6 tháng thôi, có nghĩa là gấp 3 lần so với các cái phương pháp điều trị kinh điển trước đây. Và cái nghiên cứu mới nhất được công bố tại Hội nghị ung thư quốc gia Hoa Kỳ trong thời gian vừa rồi thì nó thấy so sánh giữa cái việc mà dùng thuốc osimertinib tức là thế hệ 3 mới nhất ấy, so với thế hệ trước, thế hệ 1, thế hệ 2 thì chúng ta thấy cái hiệu quả bền vững sống thêm đây nó gấp 3 lần, gần 2 lần so với cái thuốc cũng là sinh phân tử như thế hệ cũ, tức là chênh nhau khoảng 8 tháng. Thế còn khi so sánh với về sống thêm toàn bộ thì cái thời gian trung vị nó đạt được 38,6 tháng, có nghĩa là khoảng trên 3 năm. Đấy, so với các cái thuốc điều trị trước đây thì nó có hiệu quả vượt bậc về thời gian sống toàn bộ, mặc dù giai đoạn muộn rồi thì trung vị cũng thể sống kéo dài được 3 năm trong người bệnh. Và đặc biệt khi phân tích dưới nhóm thì người ta thấy rằng là tất cả các cái nhóm khác nhau tùy theo đặc điểm lâm sàng cũng như cận lâm sàng khác nhau thì cái hiệu quả thuốc này vẫn có hiệu quả, có nghĩa là đều ưu thế, đều nghiêng hẳn và các cái nhóm bệnh nhân dùng cái phương pháp điều trị thuốc mới này, có nghĩa là không phụ thuộc kể cả các cái phân nhóm bệnh nhân khác nhau thì vẫn có hiệu quả điều trị. Thế và hiện nay cái điểm mới nữa gần đây nhất đó là gì? Không chỉ dừng lại ở việc chúng ta dùng đơn trị cái thuốc sinh phân tử thế hệ mới thế hệ 3 mà chúng ta có thể phối hợp cả điều trị sinh phân tử kết hợp với hóa trị, tức là đích một cái mới kết hợp với một cái cũ là cái hóa trị. Thì chúng ta thấy trong cái sơ đồ nghiên cứu này chúng ta thấy có cái hiệu quả, kết quả đây là cái đồ thị cao sống thêm thì nó cũng tăng lên từ cái thời gian gọi là PDS tức là sống thêm không tiến triển đấy, tức là tính từ lúc bắt đầu chẩn đoán lúc điều trị thì đạt được trên 2 năm, thế còn sống toàn bộ thì sẽ cao hơn. Thì cái đường cong màu vàng đây tức là cho thấy chúng ta việc cùng phối hợp kể cả đích bevacizumab cộng với tức là cái erlotinib, hai cái thuốc với nhau thì hiệu quả nó tốt hơn, có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê. Và để minh chứng này thì tôi xin phép được trình bày một cái ca lâm sàng được thực tế tại được chẩn đoán điều trị tại trung tâm Bệnh viện Mai của chúng tôi. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam giới 66 tuổi vào viện chẩn đoán từ thời điểm cách đây cũng khá lâu, từ tháng 6 2013, tức là được gần hơn 7 năm rồi, thì đã được chẩn đoán và điều trị tại tuyến tỉnh. Thì chẩn đoán giai đoạn ung thư giai đoạn T2 N2 M1A có gian gì phổi trái, tức là cũng là giai đoạn muộn rồi, và được điều trị bằng hóa chất kinh điển phác đồ PC 6 chu kỳ, tức là paclitaxel cộng carboplatin. Tuy nhiên thì sau điều trị thì bệnh vẫn tiếp tục tiến triển và đến chúng tôi từ thời điểm tháng 6 2014. Thế thì thời điểm đó thì chúng tôi khi vào viện thì khai thác bệnh nhân này thì cũng có cái tiền sử hút thuốc 10 năm và thể khám thực thể thì cái thể trạng PS bằng 1, tức là hơi gầy một chút, 6 cân nặng 65 kg và có cái hội chứng ba giảm phổi phải. Và chúng tôi đã được chọc dịch màng phổi và xét nghiệm bằng cái đột biến gen, thì lúc đó là
bệnh viện Bạch Mai chúng tôi cũng đã có cái đơn vị sinh phân tử tại đặt tại trung tâm ung biếu thì đã làm cái xét nghiệm phân tính ống gen có kết quả đột biến bất đoạn, và chúng tôi chụp PET CT thì chúng ta thấy cái tổn thương khối u kèm theo có xuất hiện tràn dịch màng phổi bên trái đối bên, và ngoài ra có các hạch trung thất trên chụp PET CT thể hiện bằng các cái tổn thương đường màu đỏ, các cái màu đỏ đấy. Thì và đánh giá bi năng thì có cái xét nghiệm CA chỉ điểm khối u tăng 105, bình thường là dưới 10 thì tăng lên 105, tức là gấp khoảng 10 lần bình thường. Và chúng tôi đã kết luận trường hợp này đây là một trường hợp ung thư phổi giai đoạn muộn, T2N2M4B giai đoạn 4 trên căn bằng phổi và đột biến gen dương tính và tiến triển sau khi thất bại điều trị hóa chất. Thì chúng tôi đã quyết định điều trị sau khi kết quả sinh học phân tử thì chúng tôi chọn cái thuốc điều trị đích gefitinib, hồi thời điểm đó thì chỉ có thế hệ 1 thôi, chưa thế hệ 3. Thì chúng tôi đánh giá theo dõi, đánh giá theo thời gian thì sau 10 tháng thì cái triệu chứng cơ năng đã cải thiện rất rõ rệt và bệnh nhân tăng được 20g và chất chỉ điểm u từ 105 xuống còn 32, tức là có giảm rất nhiều nhưng vẫn ở trên ngưỡng bình thường là dưới 10. Và chúng tôi đánh giá cái sự thay đổi trên hình ảnh, thì chúng ta thấy đây cái hình ảnh tổn thương trước khi điều trị đây, thì cái dịch màng phổi trước điều trị và cái slide tương ứng thì có vẻ nó giảm hơn một chút, tuy nhiên khối u thì chưa thay đổi nhiều, đấy là điểm sau 10 tháng. Đấy, hạch đây chúng ta thấy thì cũng không thay đổi đáng kể, nhưng mà dịch thì thay đổi rất là rõ, giảm đi rõ rệt. Đấy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị, thì theo dõi đến thời gian tháng thứ 21, tức là đạt gần 2 năm, thì chúng ta thấy là cái trên đối chiếu trên CT chúng ta thấy là không còn dịch nữa và cái khối u thì cũng gần như là không rõ, không biến mất. Và trên cửa sổ trung thất chúng tôi thấy thì cái hạch trung thất cũng không rõ. Và đặc biệt chúng tôi tiếp tục điều trị, vì thời gian có hạn tôi xin phép được trình bày ở các thời điểm sau gần đây, tức là thời điểm 60 tháng, tức là đạt đến 5 năm. Thì chúng ta thấy cái tổn thương đây là trên hình ảnh CT căn lớp vi tính so sánh với lại cái tổn thương nó cắt tương ứng ở trên hình ảnh PET CT, chúng ta thấy khối u cũng như là dịch thì đã thay đổi gần như ở cái trạng thái bình thường và không có xuất hiện các cái tổn thương mới, trong khi đó hạch trung thất đây trước điều trị và sau 60 tháng tức là tròn 5 năm thì cũng không rõ, và cái tổn thương ở các cái cửa sổ nhu mô chúng ta thấy thì cũng thấy gần như là không có xuất hiện các cái tổn thương mới đặc biệt. Và tiếp tục chúng tôi theo dõi đến tháng thứ 72, tức là đặt tròn 6 năm, thì chúng ta thấy là cái hình ảnh tổn thương trước điều trị ở bên tay trái đây thì chúng ta tràn dịch màng phổi đây, nhưng mà thời điểm 7 năm thì cũng 6 năm thì cũng không thấy có xuất hiện các cái dịch màng phổi, cũng như hạch trung thất thì cũng không rõ. Đấy. Và như vậy thì cái ca này thì chúng tôi vẫn đang được tiếp tục chẩn đoán, tiếp tục được điều trị, và hiện nay thì bệnh nhân đã đạt được trên 6 năm và hy vọng thì bệnh nhân sẽ được sống nhiều hơn nữa. Thì đây là một cái ca lâm sàng để minh chứng cho thấy là cái việc hiệu quả của việc cái đủ thuốc điều trị đích dựa trên cái đặc điểm sinh phân tử. Đấy. Thì đặc biệt là các cái thuốc thế hệ mới về sau thì cái hiệu quả càng tối ưu hơn nữa, trong khi đó bệnh nhân thì không có độc tính nhiều, không dùng tóc và có thể điều trị ngoại trú được, định thuốc tại nhà và định thuốc uống tại nhà được, vì đây là thuốc viên dạng uống. Và tôi xin phép được cái cập nhật cái phương pháp điều trị mới thứ hai, đó là điều trị miễn dịch. Bởi vì ở đây thì cũng được biết là trong các đầu cầu thì cũng có các quý đồng nghiệp mà có thể không phải chuyên ngành ung thư, nên cũng xin phép được nói rõ thêm một chút về cái cơ chế điều trị của phương pháp miễn dịch một chút. Thế thì chúng ta biết rồi, cái tế bào ung thư bản chất đó là một cái tế bào não của cơ thể. Thì khi mà cơ thể bị bệnh ung thư, người bệnh bị ung thư thì chắc chắn sẽ sinh ra cái phản ứng miễn dịch tự nhiên, một cách rất tự nhiên bình thường cơ thể là sẽ chống lại cái tế bào lạ đó, là tế bào ung thư. Và cái sự tham gia vào hàng rào miễn dịch đó là có rất nhiều các thành phần, nhưng một trong thành phần đó là các tế bào lympho T, lympho, đây cụ thể là lympho T. Thế thì bình thường là cái tế bào lympho T này là sẽ có cái chức năng để tấn công và tiêu diệt cái tế bào lạ là tế bào ung thư. Đấy. Tuy nhiên thì cái tế bào ung thư là cái tế bào rất ác tính, lại sinh ra một cơ chế ngược lại là có các cái thụ thể gắn với cái thụ thể tương ứng trên bào lympho T này để mục đích là làm triệt tiêu, làm kìm hãm, hạn chế cái tác dụng điều trị, tác dụng tấn công bệnh tật của tế bào lympho T. Do vậy là cái cơ chế đây gọi là cơ chế né tránh khỏi miễn dịch của tế bào ung thư. Thế thì các cái thuốc điều trị miễn dịch hiện nay có dựa nhiều cơ chế khác nhau, nhưng một trong cơ chế chính là cắt cái cầu nối này, cắt cái liên kết này, có nghĩa là gì? Cắt cái liên kết giữa ổ khóa và khóa, làm cho hai ổ khóa không cắm vào được chìa khóa, thì có nghĩa là cái tác dụng kiềm chế chống lại bệnh tật, chống lại tế bào ung thư của tế bào khối u đã bị mất bất hoạt, do vậy làm cho kích thích cái hệ thống miễn dịch có cái nhiệm vụ để tấn công tiêu diệt tế bào ung thư, và từ đó sẽ chính cơ thể người bệnh sẽ tiêu diệt bệnh tế bào bệnh. Thì đấy là cái bản chất hay nguyên lý chính của các thuốc điều trị miễn dịch này, dựa trên cơ chế như vậy. Thì nó khác với cái điều trị hóa chất là thuốc gây độc vào tế bào, do vậy là sẽ ảnh hưởng toàn thân và tác dụng phụ sẽ nhiều hơn rất nhiều. Trong khi đó thì điều trị miễn dịch ở đây rõ ràng là điều trị dựa trên cơ chế sinh học, thì sẽ hạn chế tối đa được các cái độc tính tiêu diệt tế bào ung thư, tiêu diệt cũng như ảnh hưởng đến tế bào lành của các phương pháp điều trị kinh điển trước đây.
Thế thì hiện nay thì có hai cái phân nhóm, hai cái nhóm điều trị khác nhau về thuốc miễn dịch, nhưng mà dựa trên các cái thụ thể khác nhau. Ví dụ nhóm anti PD-1 hoặc PD-1 thì có các cái thuốc điều trị miễn dịch tương ứng khác nhau. Thế và hiện nay thì Bệnh viện Mai chúng tôi thì cũng đã cập nhật, cũng đã có đầy đủ cả hầu hết các cái thuốc điều trị đích thế hệ mới và cả thuốc điều trị miễn dịch ở đây, như chúng tôi Pembrolizumab, Atezolizumab thì cũng đã có ở Bệnh viện Mai, và chúng tôi cũng đã đang áp dụng và tiến hành điều trị cho rất nhiều bệnh nhân và mang lại hiệu quả rất là tốt. Thế thì ở đây tôi xin được cập nhật một cái nghiên cứu để chứng minh được cái hiệu quả của thuốc miễn dịch so với điều trị kinh điển. Đây là cái thiết kế nghiên cứu Pembrolizumab, tức là thuốc điều trị miễn dịch so với điều trị kinh điển là điều trị hóa chất. Thì ở các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn với cái tình trạng cái dấu ấn miễn dịch ở đây là PD-1 với điều kiện dương tính trên 50%, thì cho thấy cái hiệu quả chúng ta thấy khác biệt rất rõ rệt. Cụ thể đây cái thời gian sống tồn toàn bộ là 30 tháng so với cái nhóm chứng dùng hóa chất chỉ 14,2 tháng, có nghĩa là chênh nhau khoảng 16 tháng, hơn một năm, tức là gấp đôi so với cái nhóm chứng điều trị hóa trị về thời gian sống tồn toàn bộ. Và đặc biệt là nếu như trước đây với ung thư phổi thì đặc biệt giai đoạn muộn thì hầu như không có cái khái niệm mà nói tỷ lệ sống thêm 5 năm, bởi vì là cái tiên lượng rất là xấu. Nếu như dùng hóa chất như ở slide trước tôi trình bày thì được 8 đến 10 tháng trung bình, trung vị. Thì hiện nay thì với điều trị mới, điều trị đích với dịch đã có các cái số liệu nói về tỷ lệ sống thêm 5 năm. Cụ thể ở đây trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy tỷ lệ sống thêm 5 năm với cái nhóm TPS, tức là cái dấu ấn miễn dịch trên 5% dương tính, thì đạt 29,6%, tức là trên 1/4 các trường hợp, tổng số bệnh nhân tham gia nghiên cứu đã được sống thêm trên 5 năm. Thì đây là một cái thay đổi rất nhiều về mặt tiên lượng bệnh so với trước đây, thời điểm chưa có các phương pháp điều trị mới này. Thế và ở đây thì tôi xin được cập nhật cái cũng tương tự cái phiên bản mới nhất .3 là gần đây nhất của mạng ung thư quốc gia Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta đang thời điểm cuối tháng 2 thì đã có cái phiên bản .3 rồi. Thì trong cái phiên bản này thì cũng tùy theo cái tình trạng, mức độ dương tính của cái dấu miễn dịch đây, tức là cái PD-1 là cái dấu có trên cái bề mặt tế bào khối u đấy, thì dương tính nhiều hay ít thì chúng ta có các cái phác đồ điều trị khác nhau. Và các cái thuốc này thì rất là nhiều, nhưng mà em chia thành hai nhóm như cái slide trước em có trình bày đấy, thì rõ ràng là cái áp dụng cụ thể nó sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện của cơ sở y tế chúng ta có thuốc gì, cũng như là cái tình trạng bệnh nhân, từ các đặc điểm về đặc sinh vật cụ thể chúng ta có các cái thuốc điều trị khác nhau. Nhưng nhìn chung thì đây là các cái thuốc miễn dịch đã được thể hiện được cái vai trò chứng minh rất rõ. Và sau đây thì em xin phép trình bày một cái ca lâm sàng cũng để minh chứng cho cái việc hiệu quả điều trị mới này. Thì cũng tại trung tâm y học nhân bướu Bạch Mai thì có một trường hợp mà bệnh nhân đây là nam giới 65 tuổi vào viện vì đau thắt ngực bên đau ngực bên phải. Cái ca này thì là bệnh nhân mới hoàn toàn, khác ca bệnh nhân cũ thì là sau khi tiến triển điều trị hóa chất bệnh viện tuyến tỉnh. Còn ở đây thì bệnh nhân và chúng tôi thì mới ngay từ đầu với cái triệu chứng cơ năng là ho khan và đã điều trị thuốc giảm ho thông thường không đỡ. Bệnh nhân có gầy rút cân và sau đó chụp CT ở viện tuyến tỉnh, và có CT thì kết quả u phổi thôi mới khẳng định là có cái hình ảnh u phổi thì chuyển đến chúng tôi. Thì khai thác bệnh nhân thì có cái tiền sử hút thuốc lá 30 bao năm. Khám cơ năng thực thể thì nói chung chúng tôi chỉ có cái triệu chứng không gì đặc biệt. Ở đây thì tình trạng toàn thân là PS là 1, tức là cân gọi là không có biến đổi quá xấu, tức là không có quá yếu. Và đây thì hình ảnh chụp PET CT của chúng tôi đây thì chúng ta thấy tổn thương rất to, kích thước lên tới khoảng gần 10 cm trên hình ảnh PET CT, các cái nát cắt khác nhau với giá trị hấp thu thuốc. Cái phần màu đỏ đỏ đây tức là cái vùng mà tăng chuyển hóa hấp thu thuốc FDG, tức là cái chỗ mà chuyển hóa nhiều tế bào ung thư nhất, thì là lên tới 11,5. Đấy, bình thường này, cái ngưỡng chẩn đoán là 3 thì đây 11,5 thì có nghĩa là rất là cao. Đấy, trong khi đó ngoài khối u nguyên phát ra chúng tôi có cái hạch trung thất đây, cái tổn thương hạch trung thất ngay trước khí quản cạnh khí quản, thì chúng ta thấy là cái đường kính khoảng 1,2 cm rất là to. Kèm theo ở cái cửa sổ nhu mô chúng ta thấy có các cái nốt mờ rải rác ở cả hai bên phổi từ 0,5 đến 1 cm, và chúng tôi cũng đã tiến hành chẩn đoán xác định qua sinh tiết dưới dẫn của chẩn đoán ảnh CT cắt ốp thì là ung thư vô tuyến, và làm xét nghiệm đột biến gen EGFR thì là âm tính. Tuy nhiên thì chúng tôi làm thêm cái dấu ấn về marker về miễn dịch ở đây là PD-1 ở cái mức độ dương tính, mặc dù không dương tính cao quá cao, chỉ có 7% thôi. Đấy. Do vậy là chúng tôi ngoài cái các cái đánh giá thông thường ra, chúng tôi đánh giá thêm các cái xét nghiệm khác, thì trong đó cái chất chỉ điểm khu cũng ở cái mức cao. Đấy. Ca này thì thấp hơn ca trước một chút, tức là trước mỗi 100 thì đây là 50,03. Thế và qua kết luận, qua cái đánh giá binh năng thì chúng tôi kết luận đây là trường hợp ung thư phổi giai đoạn muộn, T4 kích thước rất lớn, T2 N2 có hai trung thất, M1A tức là có di căn phổi đối bên. Thế nhưng với các đặc điểm về sinh vấn tử là đột biến gen thì ra âm tính,
và cái tình trạng dấu ấn miễn dịch, marker miễn dịch PD1 là dương tính đến mức độ 7%. Và chúng tôi đã quyết định điều trị bệnh nhân này thì đã sử dụng thuốc được miễn dịch với cái tên thuốc đó là Pembrolizumab với phác đồ kết hợp với Pembrolizumab. Thì chúng tôi theo dõi sau 6 tháng thì rõ ràng ở đây cái tình trạng cơ năng đã cải thiện rất rõ rệt, và đặc biệt là chất chỉ điểm u cũng giảm từ 50 xuống 37, tuy nhiên vẫn ở ngưỡng cao so bình thường nhưng đã sau 6 tháng thì đã giảm. Đặc biệt là cái hình ảnh đánh giá một cách khách quan trên hình ảnh thì chúng tôi thấy là đây hình ảnh tổn thương trên PET CT thì trước điều trị và sau điều trị 6 tháng thì đã giảm rất rõ. Về đấy là trên hình ảnh khối u nguyên phát, còn trên hạch cửa sổ trung thất của CT chúng tôi so sánh thì cũng thấy có cái sự thay đổi rõ rệt về cái tổn thương hạch trung thất cũng như là đánh giá về cái tổn thương nhu mô phổi. Sau 6 tháng thì các cái nốt mờ không rõ so với lúc ban đầu lúc điều trị. Và qua cái ca lâm sàng này thì chúng em mới theo dõi được 6 tháng vì đây là cái phương pháp mới. Khác với bệnh nhân trước thì bệnh viện Mai cũng đã cập nhật điều trị ngay cái thuốc đích từ rất lâu rồi, thì theo dõi được rất là dài, được 6 năm. Thì cái bệnh nhân này thì chúng tôi mới được theo dõi được 6 tháng và hy vọng thì bệnh nhân sẽ được tiếp tục có cơ hội được báo cáo các thầy, các cô, các kỹ nông nghiệp trong các cái dịp báo cáo sau nếu bệnh nhân kết quả tốt, và hy vọng là sẽ được nhiều hơn nữa. Thế và qua cái phần cập nhật trong cái khuôn khổ có hạn của em ngày hôm nay thì cũng xin phép được đưa ra một số các cái kết luận nhỏ. Thứ nhất là hiện nay thì có rất nhiều các cái tiến bộ mới trong lĩnh vực chẩn đoán cũng như điều trị ung thư nói chung, trong đó đặc biệt là ung thư phổi không thể nhỏ ở giai đoạn muộn, thì có rất nhiều các cái lựa chọn các cái thuốc điều trị mới cũng như phác đồ điều trị mới khác nhau, và cái sự lựa chọn thì căn cứ vào phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng một trong yếu tố rất quan trọng hiện nay đó là chúng ta phải có căn cứ vào cái đặc điểm si phân tử, cụ thể là tìm biến đổi gen cũng như là các dấu ấn về miễn dịch để chúng ta có cái lựa chọn tối ưu cho người bệnh, đảm bảo về hiệu quả cũng như tính an toàn, đặc biệt là đảm bảo về cả phù hợp với điều kiện kinh tế của từng người bệnh, gia đình người bệnh cũng như là cái cung ứng thuốc của từng cơ sở y tế. Và cái phương thức điều trị hiện nay ung thư phổi nhỏ cũng rất nhiều, nếu như trước đây chúng ta chỉ có hóa trị hóa chất thì hiện nay chúng ta bên cạnh các cái hóa trị thuốc mới ra, chúng ta có thể dùng các thuốc điều trị đích hoặc điều trị miễn dịch, hoặc là chúng ta có thể phối hợp kể cả đích với điều trị hóa chất, hoặc là miễn dịch với hóa chất, hoặc thậm chí là hai thuốc đích với nhau, hoặc là với đích với miễn dịch, hoặc là cả miễn dịch với miễn dịch. Thì có nghĩa là có rất nhiều các phương án điều trị khác nhau để giúp cho làm tăng cái hiệu quả điều trị. Thì phần trình bày của em là xin phép được dừng ở đây. Xin trân trọng cảm ơn theo dõi của quý thầy, cô và quý đồng nghiệp.